Dạ vâng, rất vui được gặp lại 500 anh em. Hôm nay thì lẽ ra bà chủ sẽ giới thiệu với anh em, nhưng mà hôm nay là bị khản giọng cho nên là chỉ ăn thôi, không nói được ạ. Đấy, hôm nay em sẽ thay bà chủ sẽ giới thiệu cho anh em nhanh hai bộ đờ nông 7,5L mới về nhá. Lâu lắm rồi mới được chiêm ngưỡng em này đấy ạ. Rất là đẹp luôn, đặc biệt là dưới ánh nắng trời chói chang của chiều hôm nay. Mọi giá cả cũng như là tư vấn thì các bác có thể alo trực tiếp cho số điện thoại của bà chủ Yến nhé, 0934 683 073, địa chỉ ở 197 Lê Duẩn, Nguyễn Du, Hà Nội. Yến Thanh Bãi, website amthanhbai.com. Hôm nay sẽ quay nhanh hai bộ này mới về, rất là đẹp. Hai bộ hôm nay thì một bộ sẽ có là thớt cassette thay cho thớt MD anh em nhé. Bộ bên này là thớt MD thay cho thớt cassette. Cả hai bộ đều full 4 thớt. Dưới này là thớt âm ly này, sau đó là CD này và FM. Đi cùng một đôi loa là con SCE727. Và gỗ sơn mài rất là đẹp anh em nhé. Bình thường anh em mà hay theo dõi Facebook hoặc là website của bên em cũng đều để ý là đờ nông 7,5L nó có hai phiên bản, hoặc là đi với loa E727 này, hoặc là con loa E727R là loa màu gỗ, gỗ thịt, nó màu nó sáng hơn, tông nó sáng hơn con này, nhưng mà không được sơn mài bóng bẩy như này đâu. Đấy, thì nó có hai phiên bản loa như thế, anh em lưu ý nhá. Đó, em thấy theo cá nhân em thì em thấy cái màu loa sơn mài bóng này nó bóng bẩy, nó đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, nhưng mà nếu mà bác nào mà nhà mà bày các cái đồ gỗ mà màu nó sáng hơn thì có thể chơi cái phiên bản loa màu kia. Rất là đẹp này anh em ạ. Bốn thớt. Và đặc biệt là cả hai bộ này đều có bộ khiển zin của nó. Đây, bộ khiển của nó đây. Sẽ là một cái khiển cho âm ly này, cho CD. Với cả một cái khiển riêng cho MD. Em chơi nữa một chút nhá. Hôm nay em sẽ chỉ quay nhanh thế thôi, còn anh em muốn tham khảo thêm chi tiết cái thông số của bộ này thì có thể lên website amthanhbai.com, hoặc là tìm với từ khóa là đờ nông 7,5L ở trên Google thì Âm Thanh Bãi chẳng hạn, thì sẽ ra rất nhiều kết quả mà nhà em đã từng đăng trên web. Rất là đẹp luôn anh em này. Anh em cho anh em chiêm ngưỡng hình thức một chút nhá. Hàng vừa mới dỡ về luôn, quá long lanh. Loa không tì vết anh em nhá. Toàn bộ là điện 100V và là hàng nội địa Nhật bảo hành zin nguyên bản. Bây giờ em sẽ quay đằng sau này để anh em xem thông số một chút. Đây. 7,5L đây. Made in Japan hết nhá. Con này cũng thế. Loa SCE727, công suất 200W. Cái gai cọc loa đều được mạ vàng. Giá của các bộ này thì sẽ dao động từ tầm khoảng 16 đến 17 đến 18 triệu. Đấy, tùy theo số lượng các thớt này, với cả tùy các đợt hàn về thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại của bà chủ Yến Thanh Bãi, 0934 683 073, địa chỉ ở 197 Lê Duẩn, Nguyễn Du, Hà Nội nhé. Anh em đi đây là phía ga Hà Nội này, em đi xuôi về phía ga, đi về phía Khâm Thiên. Đấy, thì nhà em ở chỗ 197 Lê Duẩn đây. 197 Lê Duẩn, ngã tư Vũ Hữu Lợi, cắt Lê Duẩn đấy ạ. Đấy, hôm nay về hai bộ này đẹp quá thì phải tranh thủ quay luôn cho nó máu, không thể bỏ lỡ rồi. Bà chủ ăn xong chưa nào? Tôi đang khản cổ nên không nói được, anh em thông cảm nhá. Chỉ ăn thôi. Đấy, thì rất vui được giao lưu với cả giao lưu với anh em trên toàn quốc. Anh em có nhu cầu gì alo trực tiếp cho em hoặc là lên website thanhbai.com. Trên này đang đăng các cái thông số với cả các kit test của bộ đờ nông 7,5L này khá là nhiều lần, anh em có thể xem lại và tham khảo thêm nhé. Vâng, cảm ơn anh em rất nhiều ạ.